Chào bạn. Sáng nay tôi có việc đi lên Stop Shop mua vài món đồ về nấu phở. Như vậy tôi sẽ dùng cái phone tai của mình để kể lại câu chuyện tôi đi siêu thị Stop and Shop ở gần nhà mình. Đây là cảnh sắc sáng nay ở Quincy. Lúc này trời nắng chói chang và tôi sẽ đi Stop and Shop ở gần nhà mình để tạo ra câu chuyện buổi sáng. Tôi đã đi tới nhà của anh Hùng ở sát đường Atari Trie. Đây là đường Atari Trie buổi sáng. Đường này chạy dọc theo biển Atlantic Ocean. Nếu đi theo đường này, đi theo hướng này thì chúng ta sẽ vào miền Nam của Boston. Ở khu Dorchester ở miền Nam của Boston có rất đông những người Việt sinh sống. Có thể coi đó như là một Vietnamese town của người Việt. Bên kia là bãi đậu của các cano. Ở đó có đường ray cho những chiếc cano lên xuống dòng sông Tao River. Mùa này rất nhiều người đưa cano xuống sông để đi ra biển. Ở đây có nhiều người Việt dùng cano ra biển để câu cá bắt mực. Lúc này ở Quincy là buổi sáng. Sáng hôm nay trời nắng chói chang, gió mát. Lúc này tôi đang thả bộ đi dọc theo đường Atari Trie để lên Stop Shop mua những thứ về nấu phở bò. Bên kia là CVS, cửa hàng bách hóa bán những món đồ có chất lượng rất tốt, nơi hàng tháng tôi đến đó để lấy thuốc. Ở đây những người lớn tuổi thường được bác sĩ cho thuốc uống. Còn bên đây là tiệm bán rượu Old Colony Liquor, nơi mà tôi đến mua bia để nhâm nhi. Trưa nắng, trên đường Southern Atari Trie, bên kia là cái hàng bách hóa CVS và con đường Atari chạy dọc theo sông Tao River. Trước mặt là nhà máy thủy triều được xây trên 200 năm. Bây giờ nó là một di tích của vùng này. Lúc này ở đây là mùa hè, do đó cây cối xanh tươi. Chúng ta đã qua những ngày blooming, do đó hoa trên các cây đã rụng và lúc này thì chỉ thấy có lá xanh. Tôi đang trên đường
Southern Artery 3A, con đường đi lên siêu thị Stop Shop. Đây là cửa hàng Goodwill Store. Một lát trong bận về, có thể tôi sẽ ghé vào cái tiệm này để sục sạo những món đồ donation người ta cho. Trong cửa hàng này có rất nhiều những món đồ giúp cho chúng ta hiểu được cuộc sống của những người Mỹ. Trên đường đi đến siêu thị Stop Shop thì tôi đi ngang khu bán bông Atari Garden Center. Bên kia là tiệm Goodwill Store. Còn ở đây, ở bãi này, người ta trưng bán rất nhiều những loại cây cảnh. Chúng ta có thể mua về để trang trí cảnh vườn. Tôi sẽ đi xuyên qua khu bán bông này và dùng cái phone tag của mình để ghi lại cảnh sắc ở bên trong khu bán hoa Atari Garden Center. Đây là khu bán bông Atari Garden Center. Ở đây người ta bày bán rất nhiều những loại cây, những loại bông mà chúng ta có thể mua về để trồng ở sân vườn. Tôi sẽ đi xuyên qua phần bán những loại cây của Atari Garden Center. Bạn thấy ở đây người ta bày bán rất nhiều thứ. Mỗi loại cây đều có tên. Có loại cây treo, có loại cây trồng dưới đất. Trên mỗi loại cây đều có tên, có cách chỉ cách trồng và có giá, giá bán. Tôi đang đi vào bên trong của khu bán bông Atari Garden Center. Ở đây bạn thấy người ta bán rất nhiều loại bông, những loại bông treo. Vào đây ta có thể học hỏi được rất nhiều tên của các loại bông. Nói chung thì mỗi một phần là khoảng vài đô. Chúng ta thích trồng bông thì mua bông, thích trồng rau, củ, cải thì ta mua những thứ vegetable về trồng. Rất nhiều những thứ cây mà phải vào đây chúng ta mới có thể biết được tên gọi của nó. Cà, đây là những cây xương rồng.
rất nhiều loại cây xương rồng. Cây xương rồng có hình dáng, dáng vẻ rất đẹp. Ở gần chỗ tôi ở có khu bán hoa Atari Garden Center. Do đó lúc rảnh rỗi thì tôi đến đây để tìm hiểu các loại cây trồng. Phía bên kia là khu trưng bày để bán xe của hãng Nissan. Ở đây có rất nhiều những nơi mà người ta bán xe, thì xe để ở ngoài sân. Kế bên thì chúng ta sẽ có khu trưng bày bán xe của hãng Ford. Ford là một hãng xe hơi lớn của Mỹ. Đây là đường Atari 3A buổi sáng. Tôi đang trên đường đi đến siêu thị Stop and Shop. Còn ở bên đây là khu chung cư Rockdale dành cho những người Mỹ già. Rock là cái đồi, đèo là cái chỗ thấp giữa hai cái đồi. Ở đó có dòng sông dẫn nước thải của Quincy ra để hòa tan vào biển Atlantic Ocean. Ở đây người ta trồng rất nhiều những cây thông. Cây thông mùa này có nhiều trái chín. Trái thông rất ngộ nghĩnh. Khi trái chín khô, nó sẽ rơi rụng đầy ở mặt đất. Đây là những trái thông tôi nhặt được ở dưới đường. Bạn nhìn thấy trái thông rất ngộ nghĩnh. Khi chín khô thì nó sẽ rơi rụng. Đặc biệt của cây thông là quanh năm xanh tốt. Đây là bãi bán xe của hãng Ford nằm trên đường Atari 3A. Đi lên chút nữa thì tôi sẽ tới siêu thị Stop and Shop. Đây là quán cà phê Dunkin' Donut ở gần nhà tôi. Một quán cà phê được xây dựng năm 1950. Vào đây chúng ta có thể uống cà phê, ăn bánh và đến một cái bàn nhỏ ở góc ngồi để tán dóc. Những chiếc xe container rất dài
Do đó, lượng di chuyển hàng hóa mỗi lần là rất lớn. Tới siêu thị Stop and Shop và sẽ đi vào để mua các thứ mình cần. Tôi đã vào bên trong siêu thị Stop and Shop và đang đi đến khu bán thịt để mua thịt bò về nấu phở. Ở đây mọi thứ đều được bày trên kệ với tên, giá bán. Trước hết thì tôi đến cái hàng bán trứng. Đây là cái hàng bán trứng. Tôi sẽ mua một phần trứng. Tôi sẽ lấy một hộp trứng. Sau đó sẽ qua bên phần bán thịt bò. Tôi đang đi trong siêu thị Stop and Shop để mua các thứ mình cần dùng. Đây là khu bán thịt bò. Bò phi lê giá 7 đồng 13, tôi sẽ mua 2 phần để ăn phở. Tôi lấy 2 phần. Bây giờ thì tôi sẽ đi tìm xương bò. Xương bò. Đây là xương bò. Xương bò thường bán rất rẻ, 1 đồng 93. Tôi sẽ mua mấy dĩ xương bò. Mua 3 dĩ xương bò về nấu phở. Bây giờ thì tôi đi mua gừng. Tôi đang đi trong siêu thị Stop and Shop. Ông bạn quen. Tôi sẽ đến khu rau cải. Đây là khu rau cải. Và sẽ tìm chỗ bán gừng. Gừng là loại trái đầy trái cây bán ở vùng nhiệt đới. Có nhiều trái cây organic. Những trái cây organic thì bạn thấy nó không đẹp. Bởi vì trồng tự nhiên organic, nhưng giá của nó rất đắt. Những trái cây organic thì thường không đẹp vì không được bón phân. Đây là khu bán rau cải, bán trái cây
và tôi đi đến chỗ bán các loại trái cây của vùng nhiệt đới. Ở đây thì thấy có gừng, tôi sẽ mua gừng ginger. Tôi lấy bào. Và chọn vài củ gừng. Bây giờ thì tôi đi tìm chỗ bán coffee. Đây là coffee Maxwell House, nhưng nó là loại pha phin. Tôi muốn loại hòa tan. Tôi đang tìm loại coffee dạng hòa tan. Đây là coffee dạng hòa tan mà tôi thường uống. Như vậy tôi đã mua xong mọi thứ và bây giờ thì ra quầy để tính tiền về nhà. Đây là khu tính tiền. Bảng đèn nào sáng là nơi đó có làm việc. Tôi sẽ vào đây. Như vậy là tôi đã mua xong. Và bây giờ thì ra về. Tôi đang trên đường đi về và có lẽ tôi sẽ ghé vào tiệm Goodwill Store để tìm những món đồ lạ mà mình yêu thích rồi mới về nhà. Đây là cửa hàng The Goodwill Store, một cửa hàng chuyên bán đồ donation ở gần nhà tôi, nằm kế bên đường Southern Artery 3A. Bên kia là tiệm bách hóa CVS. Trong bãi giữ xe thì chúng ta thấy có nơi bán cây cảnh Artery Garden Center. Bây giờ thì tôi sẽ vào tiệm Goodwill Store. Tôi đã vào bên trong của tiệm Goodwill Store. Đây là khu bán quần áo. Tôi cầm cái phone tai và ghi lại những hình ảnh ở bên trong chợ. Đây là khu bán những thứ linh tinh. Cái gì cũng có bán và có dán giá. Bạn thấy cái gì cũng có. Những đồ này là những đồ donation.
tức là người ta cho rồi dán vé đem ra bán lại. Đây là khu bán những đồ electronic. Đồ cũ, đồ mới gì, người ta cho cái gì thì bán cái này. Này là Fairbury Story, một câu chuyện bằng tranh. Ai đọc có phần cái hộp reading, có phần âm thanh hỗ trợ cho story. Đây là hộp tập tạ. Đây là các quầy bán đồ nhà bếp. Chiên hộp gà thì hết sảy. Hộp gà ốp la 2 đồng. Chào lên.